Chào các bạn, anh chị các bạn đang xem dòng váy màu Dumbo Red Tie Ribbon. Có vô tình coi được video mà anh chị các bạn muốn tìm hiểu về cá thì trong kênh của mình, đặc biệt trong kênh mình chỉ quay về cá thôi, cách chăm sóc, cách ép, cách dưỡng cá. Anh chị các bạn mà muốn có đặt hàng thêm á thì nhớ vào kênh, bên góc tay phải có cái chữ đăng ký, anh chị các bạn nhấp vào. Hàng tuần thì bên trại sẽ quay lên một video về cá bảy màu, cá rồng, la hán, rồi chép nhật, chép coi. Đặc biệt là cá beta, số lượng cá rất là nhiều. Anh chị các bạn thích con nào thì vào lựa nha các bạn. Còn cái này là dòng 7 màu Dumbo Red Tie Ribbon. Muốn tham khảo giá thì anh chị các bạn nhớ nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại của mình. Mình sẽ gửi các bạn giá qua tất cả các anh chị các bạn mà xem video xong cái xem cái bản báo giá nữa là hiểu liền. Dòng gì thì mình sẽ để tên dòng đó. Tất cả các dòng cá 7 màu luôn. Thường thì một video mình up lên thì ít nhất nó khoảng mười mấy loại cá bảy màu các bạn. Còn cái này là dòng Dumbo Red Tie, tai xanh. Dumbo Red Tie thì nó có tai đen, rồi tai bạc, cái màu bạc các bạn. Còn cái này là dòng Dumbo Red Tie, tai xanh, không có ribbon. Cái lúc đầu thì mình quay tai xanh rồi, còn cái này ribbon rồi. Còn cái này là Dumbo Red Tie, không có ribbon. Rồi, anh chị các bạn đang xem dòng 7 màu full gold. Size này là size trung nha các bạn. Size trung. Trong bảng báo giá anh chị các bạn đọc là hiểu liền. Mình giật một giật là được như đây. Cứ mỗi lần mình quay video là trời ống mưa. Cá thì số lượng rất là nhiều, để mình quay từ từ tất cả các dòng cá luôn để anh chị các bạn xem. Cái này là cá beta bầy, dòng coi. Đây là cá con các bạn. Ở bên trại thì mình nuôi nó không có oxy, nhưng mà khi mà mình đem về nhà mình trưng bày á thì có oxy, tại vì có oxy thì nước nó mới trong được. Rất là nhiều cá luôn. Anh chị các bạn thích dòng nào thì có thể qua bên trại nữa. Đây là full red rít bông xa giống. Chào các bạn, anh chị các bạn yêu thích dòng rồng thì cái này là rồng xanh Indo nha các bạn. Rồng thì có rồng xanh, rồng đỏ, rồng tím. Có một số dòng ribbon là có rau bụng. Còn cái này là rồng xanh Indo. Size này là size giống, anh chị các bạn về là cho sinh sản luôn. Thường thì dòng rồng thì rồng xanh thì đuôi màu xanh, còn rồng đỏ thì đuôi màu đỏ, còn rồng xanh Indo đuôi của nó là màu tím, màu xanh dương các bạn. Rồi rồng tím là đuôi màu tím. Rồi, anh chị các bạn yêu thích màu trắng xanh. Những hồ thủy sinh đó, thường thường mình set up nó là màu xanh lá nhiều, thì mình có thể thả những dòng HP Y này vô. Nó rất là nổi các bạn. Hồ của anh chị cái nọ sẽ nổi lên, nhìn rất là đẹp. Rồi, tới full gold rít bông tay bơi bốm. Vây lưng vây cá mập các bạn. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá bảy màu thì nhớ nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại của mình. Mình sẽ gửi cái bảng giá qua của tất cả các dòng cá bảy màu luôn. Anh chị các bạn đọc trong đó là cái hiểu và cái đặt hàng. Đặt dòng gì các anh chị các bạn nhắn lại, chỉ dài tin nhắn qua số điện thoại thôi các bạn, là có thể nhận được hàng rồi. Rồi tới dòng coi Red Gen Ear. Cái này là Gen Ear. Thường thì những dòng coi đỏ thường thì chỉ có một chấm ở trên đầu thôi,
Còn dòng coi đỏ Gen Y thì cái màu đỏ của nó phủ xuống tới cái màng luôn, cho nên nhìn rất là hấp dẫn. Còn size này là size giống khi mà mình quay video lên đó. Anh chị các bạn để ý cái ngón tay hoặc là cái tay bèo để phân biệt cá size lớn size nhỏ nha các bạn. Ở bên trại thì luống nào cũng có cá hết. Anh chị bạn có ở tỉnh á, có dịp mà lên Sài Gòn thì cứ ghé qua trại, lúc nào cũng có cá để phục vụ anh chị các bạn. Còn ở tỉnh thì có nhận ship tất cả tỉnh thành luôn các bạn. Rồi tới rồng đỏ ri bông đuôi tia. Rồng đỏ ri bông nha các bạn, đuôi của nó là đuôi tia. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng rồng thì có rồng đỏ, rồng xanh. Mình ép nó dòng rồng lâu lâu nó cũng ra vài con xanh đó các bạn. Nhưng mà tay bơi nó rất là đẹp luôn. Rồi, anh chị các bạn thích những dòng đơn sắc á, thì có trắng, màu đỏ, màu đen. Còn đây là dòng full lắp nha các bạn. 7 màu full lắp, nguyên con màu đen thừa lùi luôn. Size này là size giống. Nó đen đuôi rồi, cái tai bơi nó cũng đen luôn. Anh chị các bạn yêu thích màu đỏ đen thì có dòng HP Retro. Những con này khi mà nó lớn mà thành say cối luôn các bạn. Cái vây lưng nó phủ xuống, cái đuôi nó to ra. Nó có khía khía giống như là những cái cánh hoa hồng vậy đó. Dòng HB Retro. Dòng Lutubat Ribbon. Anh chị bạn mà thích tròn tròn dễ thương như những con này, có dòng coi đen sọt body. Thường những dòng sọt nuôi lâu lớn lắm các bạn. Này là cái hồ này là hồ cá mái, còn bên đây là cá trắng đây. Quai Latium xài giống. Rồi tới dòng Red Lay, size này là size bố mẹ. Red Lay thì cái da dải đó là dải rắn. Cái này là rồng đỏ đuôi tia, nãy mình quay trên tay anh chị các bạn không có thấy, còn để lên trên hồ nè, nhìn nó tia rất là đẹp. Full red tiết bông với lại full red thường. Full red dòng BDS đó các bạn. Rồi tới rồng tím. Coi đỏ ri bông. Đây là những con máy của dòng Dumbo Red Tie vây cá mặt. Dumbo Red Tie mà lúc đầu video mình quay với các bạn. Yellow King Cobra. Rồi cảm ơn tất cả anh chị các bạn, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Anh chị các bạn có yêu thích một số dòng cá vàng hoặc cá chép, cái binh bông, cá rồng thì nhớ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giùm mình nha các bạn.